Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Naruto màn hình đứng nha các bạn. Ok, phiên bản Hero mới hả? Nào, tướng tới tới con gì quên mẹ nó cái tên rồi. Indra, đúng rồi. Tướng mới tới Indra luôn hả? Đó, chạy nhiệm vụ tân hữu đầu game. Đó, nhận quà map 1 là được level 200 nữa, 200 triệu kim nguyên bảo. À, ok. Nhưng mà bảng này nó bắt chúng ta phải chạy nhiệm vụ tân hữu các bạn ạ. Cũng đúng rồi, có một số bảng trên thị trường á không kêu chạy nhiệm vụ tân hữu á. Tới chừng vô anh em không biết nhận quà ở đâu luôn. Ừ, kỳ vậy đó. Đó là đôi khi game yêu cầu chạy nhiệm vụ tân hữu thì đôi khi nó cũng có cái khó chịu cho những anh em biết, mà nó cũng tốt cho những anh em chưa biết. Mà để nhưng mà nên có cái phần mà bỏ qua cái hướng dẫn ha. Ví dụ là nó hỏi bạn có muốn hướng dẫn nữa hay không, hoặc là có phần hỏi là bạn là người mới hay người cũ, người chơi mới hay người chơi cũ, ví dụ vậy thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, bây giờ đến với thông tin server đi, để vừa cho nó chạy vừa đến với thông tin server cái nha. Đây, Hỏa Long nhận giả Naruto Hỏa Long rồi hả? KMS-14 Hashirama phiên bản bạo nộ xung thiên. Thời gian 13 giờ ngày 17 tháng 3 2023. À, trang chủ hỏa chí.xyz ha. Tải game tại link nè, phiên bản cập nhật mới nhất, quy quà siêu khủng, inbox fanpage nhận fit có tân hữu. Chơi ổn định trên Android và giả lập PC, nạp đầu 100.000 nhận ngay bộ trang bị 20 sao độc quyền của Hỏa Long nhận giả, treo đấu trường rất đồ cực ngon. Đá Kaguya bạc A-Zip VIP hộp 9 sao 10 sao, trang bị 4 sao 5 sao. VIP 35 level 200 200 triệu vàng. Quy cost 105 tỷ bạc, 105 tỷ A-Zip, 2 triệu cầu tăng bậc. Quy hơn 100 triệu vàng mỗi tuần, 2.000 đá Kaguya, 2.000 Kaguya cao cấp, 8.500 vé nguyên tố, 250 hồn 5 sao, 250 hồn 6 sao, 100 hồn 9 sao, 50 hồn 10 sao, 200 túi quà tự chọn, bộ trang bị 10 sao, 15 sao, thần trang 15 sao, Quy skin hot, đây, big update tướng mới rồi các kiểu ha, trang bị đỏ mát 45 sao, thần trang độc quyền mát 30 sao ha. Đó, Zalo, group Facebook, group Zalo, hotline nè ha. Đó, ok liền, đó. Quá dữ các bạn ơi. Đó. Ok. Kỹ năng đánh quá hay. Ngoài ra còn có event like share 10 nhóm nhận 10 tỷ bạc, 50 triệu vàng, VIP 39 nữa. Event server mới, nâng hero bất kỳ 30, 35, 40 sao. Vượt tháp thí ninja tầng 900. Hải vô tận 900, map cốt truyện 600, điểm đấu trường 200.000, mỗi móc được 2 tỷ bạc ha. Bài viết 100 like, 200 like, 300 like, mỗi móc được thêm 2 tỷ nữa ha. Đó, rất nhiều. Ok, bây giờ đi xin code like xe cái đã. Đó, code like xe thì không show cho các bạn được rồi ha. Đó, nên là anh em thông cảm nè, cho nó đánh cái nữa đi. Trong thời gian đó anh em đi xin code like share đi nha. Sau khi xin code like share và nhập code like share thì
chúng ta đi ra ngoài nhận thư nhận quà hả? Đúng rồi, chờ cái phần bỏ qua cái này cái. Ok, bỏ qua. Nhận quà ở đây. Chắc hết rồi. Nào, đây. Godline xe A-Sip 10 triệu 50 triệu đó, 55 luôn đó, rương A-Sip khổng lồ các kiểu con đà điểu. Ok man. Rồi hỗ trợ A-Sip đó, lên VIP luôn. Rồi khung avatar nữa nè hả? Đổi luôn chứ ngại ngùng gì vít bẩn. Cái này rương A-Sip khổng lồ nè hả? Đó, 104 tỷ, 110 tỷ vậy nè. Rồi, bây giờ nhập code tân thủ. Code tân thủ. Lùm tiền. Đó, rất nhiều quà hả? Nào. Gom hết luôn nha anh em ơi. Đó, tới 10 code lận nha các bạn. Nhưng mà khuyên là các bạn nhập tới đâu rồi các bạn nhận tới đó hả, tránh nó bị mất trang bị hả, full 100 thư là bị mất á, với lại bạc A-Sip đồ là 4.2 tỷ, hút 4.2 tỷ, lố 4.2 tỷ là coi như là cũng đi bán muối á, nên là xài trước, xài hết rồi hãy nhận tiếp hả. Rồi 200 mấy nè, cắn hết nè. À, biết là sẽ lố. Biết là sẽ lố. Ôi không lố luôn hả? Wow, tướng mới nè các bạn ơi. Đó, Shikamaru nè hả? Inra đồ nè hả? À, trang bị mới đồ luôn. Đó, trang bị quá trời luôn. Inra, Inru gì đây? Này thần trang 15 sao nè. Đó, lụm tiền. Ok, bốn túi thì nó được một bộ đúng không? Đó, cắn hết. Rồi A-Sip VIP đâu rồi, đây A-Sip VIP lụm luôn, VIP 42 luôn anh em ơi. Đó, rương A-Sip, rương bạc hồn 5 sao 6 sao mảnh ngẫu nhiên nè hả. Đó, rất nhiều, lụm tiền, lụm kèo, lụm gạo. Ok, hai liệu có đủ không ta? Chắc đủ chứ đúng không? Đó. Mở rương liền. Ok nè hả? Wow. Rất nhiều tướng mới. Đó, tướng Madara Susanoo nè hả? Rồi Jiraiya tiên nhân nè hả? Đó. Rồi Shikamaru Nara nè. Đó. Rồi Inra, rồi Tetsunade Payakugo gì nè. Đó, tướng mới. Ê, vô môn VIP à, được 265 triệu kim nguyên bảo nha các bạn ơi. Rồi chỉ còn lại là vô môn quà thôi. Chủ yếu là mua cái này là để tiêu phí nữa nè hả? Tiêu phí trong game nhận thêm quà nữa. À, quá trời quá đất luôn. Nào, đâu rồi? Đâu rồi? Top nè. Đó, lụm nè. Quá trời top luôn. Trong này có cái túi cái gì vậy? Trong này có cái túi gì ta? Túi vật liệu tự chọn hả? Ok. Vật liệu tự chọn. Đó, lụm tiền. Rồi đâu rồi? Naruto, ví Naruto, sự kiện. Ôi tiêu phí nè các bạn ơi. Đó, đó. Hồi nãy 2 tỷ mấy nhận xong, giờ nó tuột còn có 400 mấy à. Đó là các bạn nhớ là nhận xong tiêu nâng đồ xong rồi hãy nhận quà đồ này nọ ha. Tránh tình trạng là bị mất A-Sip hay là mất bạc gì nha các bạn ơi. Này tiêu được tới đâu ta? Chắc cũng nhiều quá. Chủ đề yêu mộ tiệm thần bí. Ở đây đổi đồ nè các bạn. Đó, đổi đồ, đổi nguyên liệu đồ nè hả.
túi bạc đổi nguyên liệu tự chọn đồ nè. Đó, rất nhiều luôn. Đấy, đấy, đấy. Rồi, giờ nâng con nào anh em? Ra coi top chơi con nào hả? Rồi mình quẩy con đó thôi. Top dồn vô con Inra hả? Nhưng mà đó là top 1. Có top 2 coi. Top 2 cục Inra và Babasuke. Inra luôn. Inra luôn. Y server từ trên tới dưới Inra không hả? Vậy thì ngại ngùng gì mình không đập vào Inra nhỉ? Đúng không anh em? Nguyên liệu thì có sẵn rồi. Ủa mà Inra đâu mất mạ nó rồi. Đây, Inra. Nâng sao. Đấy, có hồn, có phút sẵn nè hả? Vào thì chỉ việc nâng thôi. Nghe đồn là có phút 6 luôn. Đây. Ôi giời. Có luôn cả phút 6 thì vô mà quẩy thôi. À, mà phải nâng hai con này lên nè hả? Đó. Rồi, ok. Một đường mà hẳn tiếng thôi anh em ơi. Đó. Trời ơi. Game cho hết rồi. Giờ vô là quẩy thôi chứ còn gì nữa đâu trời. Nào nào nào. Vô cậy cốt lên thôi anh em ơi. Ủa hồi nãy mình nhớ mình tới hai con rồi mà đúng không? Ok. Trời tới 3.000 mấy Karuya luôn hả? Ôi rồi. Ngon rồi. Ờ nhưng mà nâng một con thì nó có lên được ấy không ta? À phải cần một con nữa. Ờ đi khác hệ đi cho dễ nuôi. Đây, đây. À Madara nè. Ôi trời ơi. Em cũng vừa tính qua thăm hỏi anh nhưng mà có anh ở đây rồi thì em đẩy luôn. Đây Madara Susanu anh em à. Đó, sẵn tiện thì cho anh Madara, bác Madara của chúng ta lên 12 sao luôn. Nhưng mà vẫn nâng tướng chính là con Inra hả? À, tùy anh em hơi, anh em muốn nâng gì anh em nâng chứ. Để thấy y cả server ai cũng chơi Inra nên là mình bắt chước chơi heo thôi. Chơi chuẩn meta thôi. À. Nào, rồi ok liền, quay lại cái con hồi nãy liền, đâu rồi. Đây, rồi, nó bỏ trang bị vô. Rồi, nâng lên thôi các bạn à. Nào. Nâng chừng nào mà hết nguyên liệu thì thôi. Đó. Ok. Đó, ok. Trời, lâu dữ ta. Nâng lên 80. Rồi nâng qua hỏi 100 thì auto click lên cho nó lẹ các bạn. Đây, 100. Rồi. Quang. Ô có thần trang luôn hả? Nào. Đấy, đấy, đấy. Rồi, hai cuốn bí kíp lụm luôn. Rồi nâng sao tiếp thôi. Còn mà, còn thì cứ chơi các bạn ơi. Như sắp hết Inra rồi đó. Hồi nãy Inra ít lắm. Rồi hết rồi, mới nói luôn. 14 sao. À, giờ thì nâng thoải mái thôi. Ui, nó hơi nâng auto, nó hơi bị lắc ha. Lắc về các bạn hót ra vào lại thì nó sẽ đỡ lắc hơn nha các bạn. Đó, rồi. Hót ra vào lại thì nó sẽ đỡ lắc hơn. Đó, nó tự chạy ha. Rồi. Bỏ hết á, à, lên rồi nè. Đó, trời ơi. Đẹp trai liền. Ngầu liền, đó, hết hồn chưa? Trời ơi, hù chiêu hù luôn. Rồi, ok, anh em nào có chơi thì tải về ha. Link heo để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận nha các bạn ơi. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.